Drivit thì đã làm rất là nhiều những cái dự án được xây dựng bởi những cái người mà giàu có nhất, và những dự án là mang tính biểu tượng nhất, đúng là như là Bellagio Casino của Las Vegas. Những dự án mà phát triển bởi những chủ đầu tư giống như là Disney, Steve Wynn, MGM, Marriott, Apple, Microsoft, từ New York cho đến là Las Vegas, cho đến Hồng Kông, Macau, Philippines, Taiwan, hoặc là gần đây nhất là Việt Nam. Có điểm khác biệt đó chính là dự án Lancaster Eden thì sẽ sử dụng những cái hệ hoàn thiện giống như là những cái dự án casino bên Las Vegas. Cái hệ hoàn thiện ở dự án Eden đó chính là hệ hoàn thiện limestone finish. Thì đối với cái hệ này thì từ cái lớp nền móng, cái lớp base coat, thì bên anh cũng chọn cái loại vật liệu là có cái tính mà vững chắc nhất, giống như là xây nhà thì phải từ móng á. Thì cái điều này thì một số những cái hãng sơn khác thì người ta bỏ qua, bởi vì người ta cố gắng cắt cái chi phí nhất có thể. Cái định là cái móng là rất vững chắc, và trên nền cái móng đó là cái hệ hoàn thiện limestone. Thì đối với limestone thì mình cũng có thể thi công bằng phương án là phun, nhưng bên anh là không chọn phương án đó. Cũng như là ở bên Mỹ, cái phần nhân công nó rất là mắc, nhưng mà Drivit vẫn quyết định là chọn phương án là tô trát lên. Tô trát lên thì nó sẽ có những cái áp lực về cái phần thời gian và cái kỹ thuật để phối hợp nhiều những cái bạn nhân công khác nhau để đạt đến cái hiệu ứng, và phải làm chăm chút rất là tỉ mỉ. Và bên anh luôn phát triển những cái công nghệ mới giống như là chống bám bụi, như là GPR technology, hoặc là cái công nghệ về HDP technology, là giống như là em tưởng tượng cái lá sen á, khi mà nước nó xuống thì nó sẽ cuộn tròn đi. Thì bên anh cũng có những cái công nghệ đó để áp dụng vào cái dòng sơn của mình, với mục đích là để mang đến cho khách hàng là mình đẹp, nhưng mà cái vẻ đẹp nó phải kéo dài, và nó phải hạn chế được cái sự bảo trì và sửa chữa trong cái quá trình vận hành. Và quan trọng hơn nữa thì anh nghĩ là cái màu sơn limestone texture finish ấy, thì nó sẽ không có cảm giác lạnh giống như là đá. Drivit thì nó sẽ có cảm giác mềm mại hơn, và cái màu sắc thì nó sẽ được tích hợp vào trong lớp sơn, giống như dưới ánh nắng mặt trời thì nó sẽ giống như hút ánh sáng vào bên trong và làm tôn lên cái vẻ đẹp của mình. Cho nên là anh thấy là Eden sử dụng hai cái màu sơn là màu chủ đạo thì rất là nhẹ nhàng và có những cái điểm nhấn để tạo nên cái tính rất là thư giãn và đóng góp vào cái không gian sống chung của dự án Lancaster Eden.